Hello, xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và sau một thời gian mà ăn chơi lưu lỏng thì hôm nay thì cửa hàng chúng em đã quay trở lại và phục vụ tới quốc quý khách hàng một những sản phẩm máy cơ xích hàng Nhật bãi nội địa các bác nhá. Có một thời gian vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì nghỉ Tết nên là không có lên những sản phẩm video, những dòng máy móc, máy cơ xích. Thì hôm nay cửa hàng chúng em đầu xuân năm mới thì xin gửi lời chào kính chúc với toàn thể các bác một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác, quay trở lại và giới thiệu cho các bác một lô máy cửa xích hàng Nhật bãi nội địa. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên lô là lô R các bác nhé. Mã lô R ạ. Hôm nay là đầy đủ các thương hiệu như Estin này. Đó, từ Estin phân khúc gia đình, Estin phân khúc khai thác tầm trung và khai thác chuyên nghiệp luôn các bác nhé. Và những dòng máy cưa Echo, bên trên hàng bên trên là những dòng máy cưa sử dụng gia đình, cắt tỉa cành linh tinh, giá thì khoảng trên dưới 2 triệu thôi. Đó là một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ để các bác phục vụ sử dụng gia đình, và hàng bên dưới là những dòng máy cưa cao cấp để cho các bác về sử dụng chuyên nghiệp các bác nhé. Hôm nay thì chúng em gồm có như Estin MS180C, hàng đẹp như sưu tầm luôn các bác nhé, cực kỳ VIP. Giá con này là 3.500.000, ký hiệu là R1, một con máy cưa sản xuất đời cao này, 2018 các bác nhá, tháng 7 2018, máy móc cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn, tình trạng như mới luôn các bác nhá. Rồi, và một con máy cưa Estin 020 nòng 40 ly, công suất 36cc, con này giá cũng 3.500.000 luôn. Và một con máy cưa Estin 024AV các bác nhá, một con máy cưa chuyên khai thác chuyên nghiệp về cho các bác khai thác keo tràm đồ linh tinh nha. Con này thì công suất của nó là 42cc các bác nhá, mà giá của nó là chỉ 4.500.000. Đó, con này thì cả chúng em xả luôn cho các bác. Máy móc cam kết cho các bác là tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Và một con máy cưa Echo Curit 37cc, nòng của nó là 40 ly các bác nhá. Giá nó là 3 triệu, con này thì lên lam dài xích lớn. Đó, lam tản nhiệt đầy đủ nguyên zin nguyên bản theo máy luôn. Vâng, và con này thì một con máy cưa Echo Curit 3005, công suất của nó là 35cc, nòng của nó 39 ly các bác nhá, 38 ly. Đó, con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, về giật cực kỳ nhẹ nhàng, giá 2.900.000. Và trên này là những dòng máy cưa hàng nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác sử dụng gia đình đấy ạ. Một con máy cưa Echo Curit 3300, công suất của nó là 33.4cc ạ. Nòng của nó, đường kính bít tông của nó là 38cc các bác nhá. Công suất của nó là 33.4cc, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì giá 2.050.000. Và một con máy cưa Hitachi tay dài về phục vụ gia đình đấy ạ. Con này thì công suất của nó là 30cc, 1.900.000 công suất của con này, nòng của nó là 37 ly các bác nhá. Một con máy cưa Makita này, cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn, núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác, công suất 30cc, giá 1.950.000. Một con máy cưa Tananka các bác nhá. Một máy cưa Tananka giá 1.850.000, công suất 33cc, nòng 38 ly. Và một con máy cưa Komatsu Zenowatt G320 giá chỉ 1.700.000. Đó, con này thì nòng của nó là 38 ly, công suất của nó là 32cc các bác nhá. Đó, máy cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Hôm nay thì lô cùng chúng em lên tổng cộng là gồm 10 con. Và cửa hàng chúng em là có báo giá hết trên này rồi các bác nhá. Và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi. Đó, cửa hàng chúng em đã miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tí mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác nên là các bác hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác thanh toán nhá các bác nhá, không cần cọc trước. Cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là không cần cọc trước các bác nhá. Máy móc cam kết như trên video luôn. Đó, như trên video luôn ạ. Máy móc chuẩn zin từ A tới Z, nòng hơi ngon lành, cửa hàng chúng em đã kiểm tra tất cả ngon lành hết rồi. Vâng, và cửa hàng chúng em xin phép để máy quay xuống cũng như là giật test nổ từng con một để cho các bác nghe qua tiếng máy của nó các bác nhá. Dạ vâng, và cửa hàng chúng em xin nhắc lại là hình thức mua bán của cửa hàng chúng em thì cực kỳ đơn giản luôn các bác nhá. Ví dụ là các bác xem lô máy ngày, lô máy này, các bác nào mà ưng ý con nào với ạ? Ví dụ là các bác ưng ý con này chẳng hạn đúng không? Thì cửa hàng chúng em là có đánh dấu cái ký tự đây này là R1 này, R2 này, R3 này. Đó, các bác ưng ý con nào, các bác muốn đặt hàng con nào thì các bác chỉ cần đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con một các bác nhá. Tại vì nó rất là nhiều loại máy nên là đôi khi các bác là không biết hãng nào ấy. Thì cửa hàng chúng em là có đánh dấu từng con một rồi. Ký tự hôm nay là lô ngày hôm nay là lô chữ R các bác nhá. Từ R1 cho tới R10. Các bác chỉ cần
đọc cho em, bây giờ các bác chốt con R1, các bác muốn mua con R1, các bác bảo là cho anh mua con R1. Các bác đọc cho em cái địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác nhá. Hình thức đặt hàng cực kỳ đơn giản, chỉ cần khoảng 5 đến 7 ngày, tùy tỉnh xa hay tỉnh gần thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác. Kiểm tra máy đúng trên video rồi các bác nhận hàng rồi thanh toán các bác nhá. Dạ vâng, đầu tiên là một chiếc máy cưa Estin MS18BC, con này nòng 38 ly, công suất của nó là em cũng không nhớ rõ nó là bao nhiêu cc nữa, nhưng mà nòng của nó là 38 ly các bác nhá. Một con máy cưa Estin sản xuất 2018 tháng 7 2018. Giá con này là 3 triệu 500 ngàn, ký tự của nó là con R1 các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Nhỏ nhẹ cho các việc phục vụ sử dụng gia đình, máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹt các bác nhá. Máy đẹp xuất sắc luôn, tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này. Đó, con này đẹp trên 90% đấy các bác. Ốc lam ốc liếc, máy móc còn sáng tinh tươm luôn các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được dạ mặt cắt con này là được 32 phân, 3 tấc 2 các bác nhá. 3 tấc 2 ạ. Rồi cả chúng em xin phép giật test nổ để cho các bác nghe trải nghiệm tiếng máy của con này luôn. Dạ vâng, con R2 là một chiếc máy cưa cũng dòng Estin hàng bãi Đức con nhá. Con này là dòng máy cưa Estin MS020, nòng 40 ly, công suất của nó là 36cc các bác nhá. Con này thì lớn hơn con R1 một tí xíu, giá của nó thì cũng thế. Con này thì nó được là tích hợp của nó là nòng nằm các bác nhá, còn con R1 là nòng đứng. Thắng xích thì vẫn sử dụng đầy đủ nguyên, made in Germany, hàng bãi Đức, nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Con này tình trạng khá là đẹp và xuất sắc luôn. Giá 3 triệu 500 ngàn. Làm con này thì mặt cắt được bao nhiêu phân đấy ạ? Dạ làm con này mặt cắt là được 37 phân các bác nhá. 37 phân ạ. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ ATZ, có tích hợp hàm rồng đầy đủ cho các bác luôn. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Cam kết cho các bác là chuẩn zin 100%. Các bác nào mà thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa cả chúng em xin đền gấp 3 lần cây máy. Đó. Dạ vâng, còn các bác nào mà về thích khai thác, sử dụng khai thác keo tràm đồ linh tinh các bác nhé. Các bác nào mà ở tỉnh miền Trung ấy, hay sử dụng về khai thác keo tràm, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 phân, 45 phân đổ về thì các bác tham khảo con này các bác nhé. Một con máy cưa Estin MS024, nòng của nó là 44 ly, công suất của nó là 42cc các bác nhé. Dòng 024AV. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này, tình trạng máy móc cũng cam kết cho các bác là chuẩn zin từ ATZ. Xích là xài xích lớn các bác nhá, xích của nó xích 325. Đó, hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19, ốp lam là ốp lam nhôm, lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Mặt cắt được 40 phân, lốc là lốc nhôm. Đó, những dòng sản phẩm mà các bác là khai thác chuyên nghiệp sử dụng cả ngày thì các bác nên lựa chọn những sản phẩm mà sử dụng lốc nhôm, thì nó chịu nhiệt sẽ được tốt hơn các bác nhá. Chịu nhiệt sẽ được tốt hơn. Máy móc con này là hàng chuẩn Đức nguyên zin, giá 4 triệu 500 ngàn. Đó. Đó.
Rồi vâng, còn các bác nào mà đam mê hàng Nhật nội địa thì các bác lựa chọn cho em dòng sản phẩm Echo Curit các bác này các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 37,7cc, nòng của nó là 40 ly. Con này thì nó có được tích hợp xả áp ở trên này, không có trục giật trợ lực nhưng mà có xả áp. Đó, lam con này mặt cắt là được 40 phân, xích là lam tản nhiệt luôn các bác nhá. Lam tản nhiệt nguyên zin của nó, xích là xài xích lớn 325 luôn. Đó, con này thì đã lên xích rồi, làm xích này là cửa hàng chúng em đã cắt cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Sợi xích nguyên zin của nó thì nó cũng đã hơi bị cùn rồi nên là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác sợi xích mới luôn rồi. Hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13. Con này lốc vẫn là lốc nhôm luôn các bác nhá. Theo máy là lốc nhôm luôn. Về khai thác chuyên nghiệp thì cực kỳ tốt, thương hiệu Echo Curit Nhật Bản. Nội địa máy móc tình trạng cam kết cho các bác là chuẩn zin từ A tới Z. Con này thì cửa hàng chúng em ký tự là R4, giá của nó là 3 triệu đồng các bác nhé. Giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nha. Dạ vâng, tiếp đến là con R5, một con máy cưa cũng thương hiệu Echo Curit. Con này thì công suất của nó là 35,8cc, làm tròn thành 36cc các bác nhá. Đó, giá của nó là 2.900.000, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Vẫn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này mặt cắt là được dạ, 37 phân các bác nhá. Làm con này mặt cắt được 36 37 phân. Đó. Máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin từ A tới Z. Đẹp tinh tươm luôn các bác nhá. Con này thì tình trạng khá là chất lượng luôn. Cũng phải 80-90% nữa. Chạy nổ cực kỳ êm luôn đúng không các bác? Dạ vâng, và bây giờ thì cả chúng em qua phần sử dụng máy cưa gia đình các bác nhé. Cắt tỉa cành dọn vườn hoặc là về lâu lâu các bác mới sử dụng thôi. Nhu cầu kinh phí thấp thì các bác lựa chọn cho em những dòng sản phẩm như trên này. Một con máy cưa Echo Curit 3300, công suất của nó là 33cc các bác nhé, 33,4cc ạ. Đó, nòng là nòng nằm tích hợp chụp giật. Con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực này. Núm ương xăng phụ đầy đủ cho các bác. Giá 2.050.000, thương hiệu Echo Curit thì cực kỳ bền và nổi tiếng rồi. Hai ốc lam các bác nhá. Một chiếc máy cưa nhỏ nhưng mà vẫn được tích hợp hai ốc lam. Lam con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích xích chung 91 các bác nhá, xích chung 91 luôn.
Dạ vâng, con này thì có thể về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về các bác nhé. 25 phân đổ về thì sử dụng con này thì cực kỳ hợp lý luôn ạ. Dạ vâng, một con máy cưa thương hiệu Hitachi của dòng Nhật nội địa tiếp các bác nhé. Làm con này mặt cắt là được 35 phân, xích là xài xích trung, xích con này là xài xích mini nhỏ gọn. Đó, vẫn có được đầy đủ tích hợp núm buông song phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì tích hợp một ốc lam. Đó. Giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.900.000. Thương hiệu Hitachi thì cực kỳ nổi tiếng luôn rồi các bác nhá. Cực kỳ khỏe, một con máy cưa nhỏ gọn phục vụ cho các bác về sử dụng gia đình cắt củi nấu rượu, chỉ 1.900.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về. Dạ vâng, tiếp tục là thương hiệu Makita, công suất của nó là 33cc quá nhá. Máy móc tình trạng khá là đẹp như sưu tầm luôn, 1.950.000. 1.950.000 một con Makita đỏ rực như hoa hồng luôn các bác nhá. Đó. Các bác nào đầu xuân năm mới thì sử dụng con này thì có lẽ là cực kỳ hên cho cả năm luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được 35 phân, 35 phân. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về đối với con này thì quá là thoải mái luôn các bác nhá. Dạ vâng, con máy cưa tay dài hiệu Tananka nữa, một con máy cưa công suất 33cc. Con này là thương hiệu Tananka của dòng Nhật nội địa luôn các bác nhá. Giá 1.850.000, máy móc con này cực kỳ đẹp và chất lượng. Tích hợp lam của nó là lam tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần thân lam này luôn ạ. Lam con này mặt cắt là được 35 phân, xích là xài xích trung 91 các bác nhá. Núm buông song phụ đầy đủ cho các bác. Tình trạng khá là đẹp. Máy móc quá là ok luôn các bác nhá. Đây cho các bác xem bồ của nó này. Hầu như chưa có vết han gì gì luôn ạ. 1.850.000 cho một chiếc máy cưa R9. Dạ vâng, cuối cùng là con R10, một con máy cưa 1.700.000 các bác nhé. 1.700.000, máy cưa Komatsu Zenowatt G320. Đó, G320 các bác nhé. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích trung 91 các bác nhé. Giá lại cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ 1.700.000. Một con máy là con máy cưa rẻ nhất trong lô máy ngày hôm nay các bác nhé. Rẻ nhất trong lô máy ngày hôm nay, về phục vụ cho các bác nào mà sử dụng ít, nhu cầu phục vụ lâu lâu mới sử dụng thôi thì các bác lựa chọn con này các bác nhá. Để cho các bác nào mà sử dụng không nhiều, kinh phí thấp thì các bác lựa chọn. Đó. We'll be right back.
Dạ vâng, vừa rồi thì cả hai chúng em thì đã test nổ, dọn nổ tất cả những dòng máy cưa cho các bác tham khảo rồi. Các bác nào mà ưng ý con sản phẩm nào thì các bác đọc giúp cho em cái mã và để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên các bác nhé. Liên hệ đặt hàng thì cả hai chúng em đã để trên màn hình rồi. Các bác chỉ cần đọc cho em cái địa chỉ là cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Và hình thức đặt hàng của bên em thì không cần cọc trước nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Rồi cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.